Diệp Lâm Anh liên tục đụng độ Quỳnh Thư tại sự kiện, dân mạng cảm thán oan gia ngõ hẹp. Mỗi lần Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư chạm mặt, cư dân mạng đều tò mò về thái độ của hai người đẹp. Mới đây, cặp đôi oan gia ngõ hẹp bị so sánh với nhau khi cùng xuất hiện tại một sự kiện quy tụ nhiều sao Việt. Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư chắc hẳn oan gia ngõ hẹp trong showbiz sau ồn ào có liên quan đến cả hai. Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư liên tục đụng mặt nhau tại các sự kiện giải trí. Mới đây nhất, hai mỹ nhân này tiếp tục góp mặt trong một show thời trang của người bạn thân thiết. Qua đó, Diệp Lâm Anh mặc chiếc áo crop top cùng quần ống loe phô diễn trọn vẹn đường cong cơ thể của mẹ hai con. Cô tự tin tạo dáng trước ống kính với nhan sắc cực phẩm. Nữ ca sĩ Hạnh Phúc chia sẻ: "Có đẹp không? Bình thường. Tớ chọn một bộ, hai bộ là ăn luôn. Show này là show đầu tiên mà tôi chọn 8 bộ mà không ưng bộ nào mới quay lại bộ này. Thật ra tôi nhìn bộ này đã thích rồi nhưng ban đầu nó không có đan dây nên hở, tôi không dám mặc, tôi đã nhờ anh Đỗ Long đan dây lại mới mặc được, nhưng bộ này rất hợp với tôi." Về phía Quỳnh Thư, cô chọn chiếc đầm cúc mực ôm sát, thiết kế cắt xẻ táo bạo. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại cho rằng Diệp Lâm Anh có phần lấn át Quỳnh Thư trên thảm đỏ với tạo hình xinh đẹp và sắc vóc cực đỉnh. Đáng chú ý, cả hai lại có màn đụng độ nhau ngay trên thảm đỏ. Cụ thể, sau khi về chỗ ngồi để chuẩn bị xem show, Diệp Lâm Anh lại gặp Quỳnh Thư, bạn thân của Ngọc Trinh đi lướt qua chỗ ngồi của Diệp Lâm Anh. Bà mẹ hai con nhanh chóng dùng quạt giơ lên để tránh ánh mặt trời, nhưng dân tình lại xem đây là màn ứng xử cao tay của chính thất đối với trà xanh một thời. Từ sau khi nổ ra ồn ào tình cảm đến nay, Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư đã nhiều lần chạm mặt tại sự kiện. Đáng chú ý, vào tháng 12 năm 2022, cả hai cùng xuất hiện tại một show thời trang. Diệp Lâm Anh diện bộ váy đen tuyền quyến rũ, trong khi Quỳnh Thư chọn trang phục màu trắng bắt mắt, khiến nhan sắc của cả hai được dân tình bàn luận sôi nổi. Một lần khác, vào tháng 3 năm 2023, Diệp Lâm Anh tiếp tục đụng độ Quỳnh Thư, dù thảm đỏ đông đúc sao Việt nhưng không thể ngăn việc cả hai vô tình xuất hiện cạnh nhau. Khoảnh khắc này của hai người đẹp nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán rôm rả. Lên tiếng chia sẻ về mối quan hệ với Quỳnh Thư cũng như việc cả hai thường xuyên chạm mặt nhau, Diệp Lâm Anh cho biết: "Cứ bị nhắc liên tục bên cạnh một người mà bản thân tôi cảm thấy không liên quan tí nào thì có những lúc tôi cũng nghĩ không hay ho gì. Thế nhưng sau này khi suy nghĩ lại, tôi hiểu câu chuyện này đã quá nhiều người biết nên mỗi khi xuất hiện người ta sẽ phải quan tâm để ý cảm xúc và thái độ của mình." Nói thêm về lùm xùm tình cảm của Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư, vào cuối năm 2021, thiếu gia Phạm Nghiêm Đức, thời điểm đó vẫn là chồng của Diệp Lâm Anh, đã 3 lần bị bắt gặp xuất hiện bên Quỳnh Thư, lần đầu là khi rời khỏi nhà riêng của nữ người mẫu vào sáng sớm. Tháng 4 năm 2022, showbiz Việt xôn xao hình ảnh Quỳnh Thư ngồi ăn tối với chồng Diệp Lâm Anh. Dù Diệp Lâm Anh chưa từng lên tiếng tố thẳng Quỳnh Thư là người thứ ba, nhưng mối quan hệ căng thẳng giữa hai cô gái cùng những lần họ được cho là bóng gió về nhau trên mạng xã hội đều thu hút rất nhiều sự quan tâm. Diệp Lâm Anh về chung nhà với thiếu gia Nghiêm Đức vào năm 2018. Đầu năm 2022, cả hai xác nhận đang ly hôn nhưng nảy sinh mâu thuẫn về quyền nuôi con. Cuối năm 2022, Diệp Lâm Anh cho biết mối quan hệ giữa mình và chồng cũ đã hòa hoãn. Đến nay, cả hai vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Diệp Lâm Anh sinh năm 1989, xuất thân là vũ công rồi lấn sân làm người mẫu diễn viên. Thời điểm lọt top 10 Việt Nam Next Top Model 2010, cô sở hữu chiếc cằm vuông, mắt và mũi nhỏ. Tuy nhiên sau cuộc thi này, cô lại không theo đuổi sự nghiệp người mẫu, người đẹp đổi nghệ danh thành Diệp Lâm Anh và dễ hướng sang ca hát và làm diễn viên. Sau khi về chung một nhà với doanh nhân Nghiêm Đức, người đẹp 8X hạn chế hoạt động showbiz để chăm lo gia đình. Về phía Quỳnh Thư, cô cũng từng có khoảng thời gian hẹn hò Doãn Tuấn, chồng cũ của Quỳnh Nga. Thời điểm đó không ít người cho rằng cô chính là người thứ ba, nhưng người đẹp đã lên tiếng phủ nhận. Trước khi vướng nghi vấn hẹn hò Doãn Tuấn, Quỳnh Thư từng hẹn hò hai đại gia, trong đó có một doanh nhân trẻ có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh quán bar và hàng xuất nhập khẩu.